show. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên Pastor. Ok, chào các bạn, mình tên Cyril. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn quay lại về channel Hùng Ca Ca Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Là công trình là ở phía sau đang làm các bạn nhé. Là cái phần mỏng đấy, đã làm xong và cũng đã đổ răng rồi, răng gạnh của mỏng ấy. Là làm xong rồi thì hôm nay là cũng như là mọi người cũng thấy đấy, tất cả là các anh thợ xây cũng như là những người làm ở công trình là quần áo với là cái đồ bảo hộ lao động đấy là không có cả bạn nhé. Tất cả mọi người là thế này. Tôi đùa gì. Thế nên hôm nay là mình là sẽ mình cũng muốn mua cho tất cả mọi người là đồ bảo hộ lao động, dây quần dài, áo dài và áo là về và mù các bạn nhé. Nhưng mà là thôi thì hôm nay là cùng trong thời gian chờ làm để cho mỏng nha, cái răng vừa đổ để cho nó khô cứng đấy. Thì là hôm nay là buổi chiều hôm nay là nghỉ, là cho tất cả mọi người đi lên phố, là ra chờ cho mọi người tự chọn cho mình những đôi giày đấy với quần áo lao động ấy. Mặc dù là đồ là mua không mua đồ mới các bạn nhé, mua những cái đồ mà đồ kiểu đã bị lồi đấy, cả công ty bị lồi là bỏ thải ra ngoài đấy, phải mua những cái đồ đấy về làm lao động mà mặc để bảo hộ lao động các bạn nhé. Thì cũng để cho mọi người ra tự chọn. Thì bây giờ là xe mình là không đủ để chở tất cả mọi người đi, vì hơn 30 người mà. Thì luôn tiền bây giờ có xe chở cát vào đây đấy. Là để chờ cho cát xuống hết xong là tất cả mọi người bắt đầu sẽ treo lên xe đấy là bắt đầu cùng đi. Dạ, hoje tudo vamos subir aí. Vai na vida na praça. Vai procurar sapato, calça, camisa, capacete, colete, tudo. Vai para trabalhar aqui. Vamos lá, cada pessoa uma jogo de sapato, dois calças, dois camisas. Bây giờ lên là đi cả bạn nhá, đi ra chờ. Canta, canta ấy. Nào canta. Mày về. Bác trưởng thôn thể đi xe cùng với mình các bạn nhé. Đấy, bên kia là đồi thờ đấy. Đấy, dạ vâng, nêu cần. We are heroes.
đến nơi chờ đây các bạn nhé. Bây giờ mình để cho mọi người là từ hao húa, chứ bây giờ là còn không chờ là không quay được đâu, vì trong chờ là rất là phức tạp các bạn. Đấy, mua xong bắt đầu đến về nhà bắt đầu sẽ thử đồ mới các bạn nhé. Đấy, lúc đấy sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem. Thank you.
Olha aí, mamãe, tá na foto. Tất cả mọi người đã mua xong rồi các bạn nhé, bây giờ sẽ về vì trời cũng mưa đây. Đây các bạn nhá, đấy đã về đến bản rồi thì trời cũng đã gần tối. Thì là mọi người cũng đang thấy đâu ở trong kia các bạn nhá. Đấy, các em nhỏ thấy về đóng một xe tải người là cũng chạy đến đấy để xem làm có cái trò gì đấy. Đấy cũng đang được xem thì mọi người đang thấy đâu trong kia thì bây giờ mình để vào xem đã sống chưa các bạn nhá. Để gọi mọi người ra. Đấy, cùng gió đi trình diễn thời trang các bạn nhá. Xem ai đẹp dáng người màu là sau tuyển đi luôn các bạn ạ. Đấy xong rồi các bạn ạ. Đấy bạn xóa cùng qua nhưng mà bạn xóa cùng mua rồi nhưng mà chưa thấy đấy. Chưa thấy thì bây giờ sẽ cho tất cả mọi người đi ra luôn các bạn. Yeah. Yeah, Yisho. Yeah. Yeah.
Quần áo là mua quần áo không được mới các bạn, nhưng mà nhìn rất mới đây này. Từ kể cả đôi giày các bạn, đôi giày như quần áo là nhìn rất là mới. Bác trưởng thôn thì chỉ mua cổ này thôi. Mọi người đây, bên này. Đấy các bạn nhé, đấy thì mình cũng là có mua ba loại mũ khác nhau đây. Loại mũ trắng là dành cho thợ xây và mũ xanh. Đấy, mũ xanh là dành cho đội phù hô. Đấy, trồn hô trồn vừa đấy, và mũ đỏ là cho đồi là đồi sách nước và đồi nấu ăn. Dạ giá sẽ para grobu nè veli menu azuli rango da boy sabi trava ben o nao mandato rất vui các bạn ạ. Đấy, chạy múa nhảy có kề. Chạy xong là mình xếp hàng luôn các bạn ạ. Như Duyệt Thiếu Nhi đấy. Nhìn rất đẹp các bạn nhé, đội hình đấy này. Trắng ra trắng mà xanh ra xanh và đỏ ra đỏ. Đấy, quần áo đây, quần áo dày dặn. Tô đủ bốn đi tụi. Tô đủ bốn đi. Đấy thì như những hôm đầu tiên các bạn nhé, đấy, mọi người là ở trong này là người dân cũng là không có đấy, cứ mặc có thế nào là mặc như vậy để đến làm công trình. Người thì đi chân đất, người thì đi đôi dép hoặc đôi tông, có người thì đi có đôi giày đi. Quần áo thì người thì quần đùi, người thì quần dài, áo quần thì cũng mặc như vậy. Thì hôm nay là mình cũng là đưa mọi người đi mua sẵn những cái đồ gọi là bảo hộ lao động các bạn nhé. Cũng như quần áo, giày dép là mua đồ cũ đấy, đồ để về làm. Đấy thì số quần áo đồ mình mua hôm nay thì mình muốn cảm ơn đến là cô Thi và cô Thủy. Đấy cũng là người là gửi đến cái nhà văn hóa đây mình xây cho người dân. Thì hôm nay cũng gửi đến là một ít món quà là nhờ mình dẫn mọi người đi ra ngoài chợ để mua đầy đủ về để mọi người trong lúc lao động đấy được an toàn hơn. Thì một lần nữa mình cũng muốn cảm ơn đến cô Thi và cô Thủy cũng đã gửi đến cho đội thợ xây đấy món quà là đồ bảo hộ lao động rất là ý nghĩa. Và mình cũng muốn cảm ơn đến rất nhiều mạnh thường quân và nhà hảo tâm khác cũng có gửi đến những phần quà cho những người dân nghèo ở miền núi Châu Phi các bạn nhé. Thì video này mình cũng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video này hay và có ý nghĩa thì nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ người dân nghèo và các em nhỏ mồ côi ở miền núi Châu Phi các bạn nhé.